Buổi thảo luận tiếp theo của chúng ta là một vấn đề về các cái rối loạn nhịp tim. Như chúng ta biết là chẩn đoán các cái rối loạn nhịp tim đó là một cái vấn đề rất là khó khăn, và điều trị nó cũng nhiều trường hợp còn phải cân nhắc giữa các cái biện pháp khác nhau. Thế trong cái buổi thảo luận hôm nay sẽ có hai báo cáo viên sẽ trình bày các cái ca lâm sàng, và qua đó từ cái vấn đề chẩn đoán phân biệt rồi xử lý ra như thế nào. Và sau đó sẽ có một báo cáo viên sẽ trình bày về cái vai trò của digoxin và amiodarone trong điều trị loạn nhịp hiện nay như thế nào. Thế thì trước hết tôi xin trân trọng giới thiệu là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Linh ở Viện Tim Mạch Việt Nam sẽ trình bày cái ca lâm sàng nhịp nhanh trên thất. Xin mời thạc sĩ Linh. Dạ vâng, kính thưa tiến sĩ Trần Văn Đồng và thạc sĩ Lê Võ Kiên, thì em trình bày ca lâm sàng xử trí cơn tim nhanh trên thất và có cập nhật theo cái khuyến cáo ESC 2019 vừa mới diễn ra. Thứ nhất là đây là một bệnh nhân nam 25 tuổi nhập viện vì tình trạng khó thở, vã mồ hôi với các cái cơn hồi hộp đánh chống ngực kéo dài khoảng 30 phút và bệnh nhân nhập viện. Bệnh nhân nhập viện trong một cái tình trạng là nhịp tim rất là nhanh. Nhịp tim đo được trên điện đồ 12 chuyển đạo là khoảng 260 chu kỳ trên phút và huyết áp là 70-40. Thế thì đứng trước một bệnh nhân như này nhập viện với chúng ta trong tình trạng tương đối là bất ổn định, thế thì người thầy thuốc cần phải nhận định đây là một tình trạng bất ổn định và cái việc xử trí tiếp theo để cắt cơn này như thế nào, bằng phương pháp gì và sử dụng thuốc gì để cắt cơn cũng như là điều trị triệt để cho bệnh nhân này như nào để tránh tái phát. Thế thì một trong những dấu hiệu mà hôm có gợi ý trên đây thì bệnh nhân vào viện trong tình trạng là nhịp nhanh QRS thanh mảnh, tần số thì khoảng 260 chu kỳ trên phút và khá là đều. Một bệnh nhân nhịp nhanh QRS thanh mảnh và chúng ta tìm được một số cái dấu hiệu gợi ý đó là đằng sau mỗi phước QRS thì có cái một sóng dạng sóng khuê phẩy dẫn ngược, thì đó là một chỉ số nghi ngờ. Như vậy thì cơn này là cơn gì, liệu có phải là cơn tim nhanh vòng vào lại nút nhĩ thất hay là cơn tim nhanh vòng lại nhĩ thất hay là cơn tim nhanh nhĩ, thì chúng ta sẽ bàn đến. Thế thì quay trở lại về mặt lý thuyết thì chúng ta có phân loại cơn tim nhanh trên thất với rất nhiều cái chẩn đoán. Thì hiện nay thì ngay cả là nhịp nhanh xoang không thích hợp cũng được phân loại vào trong cơn tim nhanh trên thất, kèm theo là tim nhanh nhĩ ổ hay là tim nhanh nhĩ đa ổ hay là cơn các cái cơn cuồng nhĩ, rồi là cơn AVNRT do tim nhanh vòng lại tại nút nhĩ thất và tim nhanh vòng vào lại tại nhĩ thất với đường dẫn truyền phụ. Bên cạnh đấy thì chúng ta biết đến là cơn tim nhanh gọi là cơn tim nhanh bộ nối, rồi cũng như là cái cơn PGRT. Cơn PGRT là một trong những loại chẩn đoán khá là khó khăn cũng như là điều trị nó khó hơn so với các cái cơn AVNRT hay là AVRT. Về cơn AVNRT thì chúng ta biết đến là bệnh nhân vào viện với những cái cơn nhịp nhanh và không thấy hình thái của sóng P xoang đâu, tần số thì trên 120 chu kỳ 9 phút, và kèm theo chúng ta có thể đi tìm một số dấu hiệu gợi ý của cơn AVNRT typical, ví dụ như là sóng P phẩy ngay sát trụ QRS hay là sau khi cắt cơn thì nó lộ ra với đây là một trong những dấu hiệu gọi là dấu giả sóng R phẩy ở V1, khá là điển hình trong cơn AVNRT. Bản chất thì là do tim có một cái vòng vào lại ngay tại nút nhĩ thất cho nên là hình thái QRS khá là thanh mảnh. Tiếp theo là cơn AVRT với đường dẫn truyền phụ. Thế thì dấu hiệu gì gợi ý cho AVRT ở bệnh nhân này? Thì một trong những cái là dấu hiệu tìm sóng P phẩy. Sóng P phẩy có thể thấy ở V1, tuy nhiên thì cũng tìm thấy được cả ở D2, D3, thông thường là chuyển đạo D2 kéo dài. Thì chúng ta thấy P phẩy, dấu hiệu R P phẩy thì trên 2 ô cũng là một trong dấu hiệu gợi ý cho AVRT. Tuy nhiên cũng không loại trừ hoàn toàn được đó là những trường hợp là AVNRT cơn tim nhanh vòng lại tại nút nhĩ thất nhưng mà atypical, tức là không điển hình. Thế thì bên cạnh đấy thì rất một trong những dấu hiệu rất là rõ ràng để chúng ta phát hiện ra đường dẫn truyền phụ ở trong tim đó là chính là cái hình ảnh sóng delta ở các chuyển đạo ở bề mặt ngoài cơn. Một loại cơn tim nhanh nữa chúng ta hay gặp đấy là tim nhanh nhĩ. Thế thì nhìn vào điện tâm đồ này chúng ta thấy được rằng là một bệnh nhân vào viện với tần số trong cơn không hề nhanh, không hề quá nhanh như các cái cơn thông thường. Đây, tần số đây là khoảng 3 ô, tức là tần số khoảng hơn 100 chu kỳ trên phút. Thế tuy nhiên thì bản chất có phải là nhịp xoang hay không thì ta thấy rằng là ở D2, D3, AVF hay là V1
Thì mấu chốt của vấn đề chúng ta là thực sự có phải nhịp xoang hay không, thì ta thấy là P ở D2, D3, AVF là hình thái là sóng P âm hoàn toàn. Như vậy là, và kèm theo đấy là P thì dương ở AVR, hoàn toàn là không phải là nhịp xoang. Thế thì cái này có thể nghĩ nhiều đến là các cái cơn tim nhanh nhĩ. Và cụ thể thì là có thể gợi ý với D2, D3, AVF thì một cái tim nhanh nhĩ khởi phát từ vùng đáy của nhĩ phải và cử cực ngược lên, cho nên là AVF là P âm hoàn toàn. Bên cạnh đấy thì tim nhanh nhĩ còn có là đơn ổ và đa ổ, tức là nhiều các cái ổ tạo nhịp phát xung khác nhau và dẫn chuyển vào nút nhĩ thất, gọi là multifocal AT. Ngoài ra thì một cái khái niệm nữa mà hôm nay muốn đưa đến ở đây đó là chính là cái cơn PGRT. PGRT thì bản chất vẫn là một đường dẫn truyền phụ, và với sử dụng đường dẫn truyền phụ kèm theo là một đường dẫn truyền qua nút nhĩ thất thì tạo ra một cơn PGRT. Tuy nhiên thì bản chất của đường dẫn truyền phụ này khác với lại đường dẫn truyền phụ trong các cái cơn AVRT hay là hội chứng Wolff Parkinson-White. Đấy là đường dẫn truyền phụ này với dẫn truyền là chỉ có dẫn truyền ngược, không có dẫn truyền xuôi. Và dẫn truyền ngược qua đường dẫn truyền phụ này là mang tính chất là đường dẫn truyền giảm tiến. Quay trở lại với bệnh nhân vừa rồi, ca lâm sàng bệnh nhân 25 tuổi. Hiện tại thì huyết áp của bệnh nhân là 70-40 và nhịp tim là 260 trên 9 phút. Thế thì xử trí cơn này như nào? Về mặt chẩn đoán thì chúng ta có thể nghĩ nhiều đến một cái cơn AVRT với đường dẫn truyền phụ, bởi vì cái hình thái của sóng P phẩy ở V1 cũng như là hình thái sóng P phẩy ở D2 thì là trên 2 ô, thì là nghĩ nhiều đến AVRT. Tuy nhiên thì cũng không loại trừ hoàn toàn được là atypical AVNRT hay là tim nhanh nhĩ. Quay trở lại thì các cái khuyến cáo về của ESC 2019 thì trong xử trí cơn tim nhanh, thế thì đối với trường hợp mà một cái cơn tim nhanh quy ép hẹp với huyết động ổn định thì trước tiên chúng ta nên làm các nghiệm pháp để cắt cơn, mà các nghiệm pháp khá là đơn giản, ở hầu hết các tuyến đều có thể làm được, ví dụ như là các nghiệm pháp cường phế vị này, hay là sau khi nghiệm pháp cường phế vị mà thất bại thì chúng ta có thể lựa chọn là adenosine với cái mức độ bằng chứng là 1B. Nếu không đáp ứng nữa thì chúng ta có thể lựa chọn các cái thuốc đường tĩnh mạch, ví dụ như là verapamil hay là diazem, hay là với mức độ khuyến cáo là 2A. Và bên cạnh đấy thì có beta blocker nếu như mà chúng ta không có verapamil và diazem có sẵn. Và sau khi tất cả biện pháp dùng thuốc thất bại thì chúng ta phải quay trở lại là biện pháp sốc điện là biện pháp mà cuối cùng phải nghĩ đến để cắt cái cơn tim nhanh. Các nghiệm pháp cường phế vị mà chúng ta có thể áp dụng một cách rất là thông thường đấy chính là gì? Nghiệm pháp Vansava với là ấn nhãn cầu hay là xoa xoang cảnh. Bên cạnh đấy thì có thể là dùng các cái động tác ho mạnh với mục đích là gì? Mục đích tức là gây ra các cái kích thích vào dây thần kinh hoành, tăng áp lực ở trong lồng ngực này, tăng áp lực trong ổ bụng này, ở hậu môn này, hay là ở vùng hầu họng, thì giúp cho kích thích vào dây thần kinh hoành, và qua thông qua đường dẫn truyền thần kinh hoành và thần kinh 10 thì gây phản ứng ức chế trung khu của thần kinh 10 ở hành não. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng các biện pháp khác, ví dụ như là ép đầu gối vào ngực như là biện pháp ở đây ạ, hay là nghiệm pháp úp mặt vào nước lạnh. Đây là cũng là một trong những biện pháp mà khá là đơn giản, cắt cơn rất là cũng khá là hiệu quả theo kinh nghiệm cá nhân. Nghiệm pháp xoa xoang cảnh thì là được hầu hết mọi người đều áp dụng khá là đúng đủ, thì cũng khá là nhạy cảm, đặc biệt với người châu Á nói chung. Bên cạnh đấy thì có thể là nghiệm pháp dốc ngược. Dốc ngược thì tuy nhiên thì chúng ta cần phải chú ý là tránh các cái trường hợp mà có tổn thương tủy, chấn thương cột sống hoặc là chấn thương cột sống thắt lưng có thể gây ra cho bệnh nhân liệt hoặc là xảy ra đột quỵ. Thế thì nghiệm pháp cường phế vị có thực sự an toàn hay không? Có trường hợp là nào nó gây ra tình trạng là biến chứng nguy hiểm hay không? Thế thì chúng ta thấy rằng là đây là một bệnh nhân mà sau khi sử dụng nghiệm pháp cường phế vị thì thấy rằng là khoảng cách RR dài dần ra. Tức đây là ức chế dẫn truyền qua nút nhĩ thất dẫn đến là tăng cái mức độ block dẫn truyền qua nút nhĩ thất và có một đoạn là ngừng tim dài. Thế thì liệu là có đủ an toàn hay không? Thì chúng ta thấy rằng là thực ra nghiệm pháp cường phế vị ức chế dẫn truyền qua nút nhĩ thất là có hồi phục, cho nên nó hoàn toàn an toàn. Khi mà hết cái đáp ứng cường phế vị thì bệnh nhân lại có ngay nhịp trở lại ngay. Biện pháp sau khi thất bại với thuốc thì chúng ta có thể dùng biện pháp sốc điện. Thế thì sốc điện thì chúng ta có thể có các cái vị trí sốc điện thường quy là vị trí trước sau hay là vị trí vùng đáy mỏm. Thế thì liệu pháp sốc điện thì cũng khá là an toàn và mức độ khuyến cáo là 1B. Bên cạnh đấy thì liệu pháp dùng thuốc ở các cái bệnh nhân mà cắt cơn nhịp nhanh thì chúng ta có thể biết đến là adenosine này với mức độ khuyến cáo là 1B này,
hay là verapamil và ditiazem. Nếu như là nghiệm pháp cường phế vị thất bại hoặc là adenosine thất bại thì mức độ khuyến cáo là 2A, hay là chạy beta giao cảm và đặc biệt là esmolol hoặc là metoprolol. Tuy nhiên là cái dạng đường tĩnh mạch ở Việt Nam thì cũng khá là ít, trong đấy có esmolol có thể dùng được với mức độ khuyến cáo là 2A. Sau khi thất bại với các cái thuốc này thì đều quay về biện pháp sốc điện. Thế thì đối với những trường hợp mà huyết động không ổn định thì chúng ta bỏ qua các cái bước là cường phế vị thuốc thì chúng ta phải đến với phương pháp sốc điện ngay từ đầu và mức độ khuyến cáo là 1B. Điều đấy có nghĩa là về sốc điện đồng bộ thì cũng khá là an toàn trong cắt cơn tim nhanh. Đối với những trường hợp mà cơn tim nhanh với quy đét giãn rộng thì chúng ta cũng có các cái biện pháp ví dụ như là cường phế vị này hay là adenosine để cắt cơn, mức độ khuyến cáo là thấp hơn, tức là 2C, hay là như là procalamid mức độ khuyến cáo là 2A, amiodarone thì mức độ khuyến cáo là 2B và mức độ chính là B thôi. Cho nên là vai trò của amiodarone là không nhiều lắm trên các trường hợp quy như tim nhanh và quy đét giãn rộng. Và sau khi thất bại với thuốc thì chúng ta vẫn phải biện pháp xuất viện là biện pháp cuối cùng để cắt cơn tim nhanh. Các mức độ khuyến cáo của cơn tim nhanh với quy đét giãn rộng thì cho thấy rằng là với các cái thuốc hiện nay ví dụ như sốc điện không đồng bộ khi mà huyết động không ổn định hay là nghiệm pháp cường phế vị adenosine procalamide trong cắt cơn tim nhanh, và bên cạnh đấy thì slide này cho thấy là verapamil thì không được khuyến cáo ở những bệnh nhân mà tim nhanh có quy đét giãn rộng để cắt cơn tim nhanh. Vậy thì sau khi cắt cơn nhịp nhanh, đó là những cái trường hợp mà cắt cơn tim nhanh trong trường hợp xử lý cấp tính của các cơn tim nhanh trên thất thì chúng ta không thể quên cái biện pháp cathe ablation. Đấy chính là biện pháp mà điều trị giúp cho là cắt cơn tim nhanh và tránh tái phát cơn tim nhanh. Tùy vào trong từng bản chất của cái cơn tim nhanh dẫn truyền qua nút nhĩ thất hay là qua đường phụ thì chúng ta sẽ lựa chọn cái phương pháp tiếp cận để cắt cơn tim nhanh khác nhau. Thì quay trở lại ca lâm sàng này thì bệnh nhân vào viện trong tình trạng là huyết động không ổn định. Huyết áp là 70-40, bệnh nhân vã mồ hôi là những dấu hiệu của dấu hiệu sụt giảm tuyết động với nhịp tim khá là nhanh 260 lần trên phút. Thì chúng tôi đã lựa chọn biện pháp mà cắt cơn ngay từ đầu bằng phương pháp sốc điện. Và sau khi sốc điện xong thì bệnh nhân lộ ra là một cái hình ảnh điện tâm đồ 12 chuyển đạo với sóng P đi trước mỗi phút vợ QRS. Và tại phút vợ QRS thì có hình ảnh là sóng Delta, QRS giãn rộng, 3 tiêu chuẩn chuẩn đoán hội chứng VUP. Thì sau đấy thì bệnh nhân đã được chỉ định thăm dò địa sinh lý và điều trị RF và xác định được cái vị trí đường dẫn truyền phụ nằm ở thành trước bên của phòng van hai lá, như vậy là tiếp cận ở CS34 và cắt cơn tim nhanh. Bên cạnh đấy thì chúng ta có đưa thêm một số thông tin liên quan đến là cắt cơn tim nhanh trên thất ở phụ nữ có thai. Thế thì ngoài các cái thuốc thông thường chúng ta hay dùng thì có một điểm lưu ý ở đây nữa, đấy là ở bệnh nhân mà có thai thì flecainide và chloroquinol thì có thể được chỉ định ở những bệnh nhân mà có cơn tim nhanh trên thất và có kèm theo hội chứng VVV. Bởi vì bệnh nhân có thai kèm hội chứng VVV mà xuất hiện cơn tim nhanh thì gây ra khá là lúng túng trong việc xử lý. Thế thì chỉ định là 2A là có thể sử dụng được flecainide, chloroquinol. Và cathe ablation có thể áp dụng đối với bệnh nhân ở phụ nữ có thai với mức độ hội chứng là 1C. Tại sao lại như vậy? Bởi vì ngày càng phát triển của các cái phương tiện chẩn đoán cũng như là điều trị triệt đốt RF và hạn chế tia gọi là non fluoroscopy hay là less fluoroscopy thì chúng ta có thể là loại bỏ hoàn toàn cái tác dụng phụ của tia X trên phụ nữ có thai. Thì đây là hình ảnh một tim quốc hiện tại của chúng tôi đang làm và tiến hành thì trong xử trí các cái cơn tim nhanh một cách hoàn toàn triệt để cũng như là tránh tái phát cho các cơn tim nhanh. Thì xin cảm ơn. Các bác, xin trân trọng cảm ơn thạc sĩ Linh đã trình bày một cái ca lâm sàng cái cơn nhịp nhanh và QRSF. Bên cạnh những cái mà tác giả đem phân tích những hình điện tim rồi là đưa ra một số những cái cập nhật trong vấn đề chẩn đoán và xử trí các cái cơn nhịp nhanh trên thất theo cái khuyến cáo của Hội Tim Mạch Châu Âu 2019. Xin mời tất cả các anh em có cái câu hỏi gì đặt cho báo cáo viên thì xin mời. Vâng, xin mời. Em xin chào thầy và quý đồng nghiệp ạ. Em xin phép có một câu hỏi xin các thầy gửi tư vấn ạ. Lúc nãy thì bác sĩ có nhắc đến xử trí cơn nhịp nhanh ở phụ nữ có thai ạ.
Thì vậy em xin hỏi là đối với phụ nữ có thai thì nếu như có cần thiết có xét chỉ định đến sốc điện ở phụ nữ có thai ạ, thì mức độ an toàn của việc sốc điện ở phụ nữ có thai là như thế nào ạ? Và có cần phải lưu ý gì khi mà sốc điện không ạ? Ví dụ như là tuổi thai hay là các bệnh lý kèm theo ạ? Là xin hết ạ. Vâng, xin được trả lời câu hỏi của bạn. Là đối với bệnh nhân mà có thai kèm theo là bệnh nhân xuất hiện các cơn tim nhanh trên thất, thì ngay từ trong slide mình có báo cáo, tức là cái mức độ bằng chứng của mức độ khuyến cáo của việc sốc điện trên phụ nữ có thai là mức độ 1C, tức là hoàn toàn mang lại nhiều lợi ích hơn là có hại cho bệnh nhân. Thì việc chỉ định đấy có an toàn hay không, nó phụ thuộc vào cái cách thức mà mình làm. Cụ thể là một bệnh nhân có thai ở trong 3 tháng đầu tiên thì người ta khuyến cáo rằng là nên hạn chế sử dụng các thuốc chống loạn nhịp càng nhiều càng tốt. Tức là bệnh nhân càng hạn chế được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Và cái biện pháp sốc điện có thể thay thế những cái biện pháp dùng thuốc thông thường. Tuy nhiên thì mình phải tuân thủ đúng cái nguyên tắc của sốc điện. Đấy là khi mà sốc điện thì chúng ta phải tiền mê đúng và đủ để tránh hiện tượng là chúng ta gây mê quá liều, tiền mê quá liều và có thể gây ra tình trạng là tụt áp ở các bệnh nhân, gần đấy là thiếu máu cho thai nhi. Và kèm theo đấy nữa thì là sốc điện thì chúng ta có thể một số cái lưu ý. Thay vì chúng ta đặt hai bản điện cực ở vùng đáy tim và mỏm tim, tức là vai bên phải và vùng dưới núm vú bên trái, thì chúng ta có thể là đặt hai cái miếng dán điện cực hoặc là hai bản điện cực ở phía trước sau quả tim để vẫn đảm bảo rằng là cái dòng điện là đi ngang qua quả tim và nó không ảnh hưởng đến thai nhi, hạn chế tối đa những cái tác động đến thai nhi. Và với một cái liều được quy ước về thuốc tiền mê mà chúng ta hay dùng là propofol vừa đủ thì có thể giúp cho bệnh nhân là tránh được đau. Tuy nhiên thì ngay sau sốc thì bệnh nhân có thể tỉnh được luôn và tránh ảnh hưởng đến thai nhi. Ngoài ra thì có thể xin thêm ý kiến của chú Đồng. Tôi cũng nhất trí như ý kiến của bác sĩ Linh vừa đã nói. Thì đối với hiện nay cũng như trước đây, với những cái bệnh nhân có thai, chúng ta cứ hay sợ sốc điện có thể ảnh hưởng, nhưng mà thực tế trên lâm sàng, người ta y học dựa trên bằng chứng, người ta đã nhiều ca người ta thực hiện sốc điện và thấy hầu như nó không có hại vấn đề gì cả. Tuy nhiên cũng như Linh vừa nói, chúng ta lưu ý một số những cái vấn đề gây mê. Và hiện nay các cái khuyến cáo đều nói rằng là trong cái 3 tháng đầu càng hạn chế coi, và cũng không nên khuyến cáo điều trị thuốc loạn nhịp ở những bệnh nhân có mang trong 3 tháng đầu nếu có thể. Đấy, nếu có thể. Thế còn không thể tránh được thì người ta sẽ lựa chọn những cái thuốc nào nó thích hợp. Chứ còn cái sốc điện là khá an toàn ở bệnh nhân có thai. Vâng, xin mời chị ạ. Em chào thầy ạ. Em có một câu hỏi. Câu thứ nhất là sau khi mình sốc điện thì có một số bệnh nhân mình sốc điện thì nó ra cơn, nhưng mà sau vài ba phút là nó trở lại cơn, và như vậy mình tăng cái cường độ sốc lên, nhưng mà cũng vài ba phút là họ là trở tái cái cơn. Thì những trường hợp đó mình xử trí như thế nào ạ? Cái thứ hai nữa là đối với những trường hợp mà nhịp nhanh kịch phát trên thất mà không có rối loạn huyết động, thì ở chỗ em chỉ có cái amiodarone truyền tĩnh mạch thôi. Và như vậy sau khi mình dùng liều tấn công đầu tiên mà đã cắt được cơn rồi á, thì mình có tiếp tục duy trì không ạ? À, xin hết. Thưa chị, em xin trả lời câu hỏi của chị. Thì thứ nhất là áp dụng phương pháp sốc điện và ngay sau khi sốc, bệnh nhân có thể là trở về tái lập được nhịp xoang trong vài ba nhát nhịp xoang. Tuy nhiên thì bệnh nhân lại tái phát cơn tim nhanh sau đấy. Thế thì mình có cần phải tăng liều sốc lên hay không? Tức là tăng cái run trong cái sốc điện hay không? Thế thì cái vấn đề nằm ở đây không phải là năng lượng sốc để cắt cơn nữa rồi. Bởi vì là mình đã cắt được cơn. Tuy nhiên thì có giữ được cái cơn hay không, hay là có tái lập cái cơn hay không? Thế thì thông thường nhất thì cái sự chuẩn bị trước khi sốc điện và cái tình trạng huyết động hiện tại của bệnh nhân cũng ảnh hưởng đến cái việc là có tái lập cái cơn hay không. Và bản chất của cái cơn tim nhanh trên thất đấy có cắt cơn hoàn toàn bằng sốc điện được hay không cũng là một cái yếu tố quyết định là cái việc thành công của sốc điện. Thế thì thông thường thì là sốc điện tim nhanh trên thất mình sẽ lựa chọn cái năng lượng sốc theo một cái công thức cơ bản, đấy chính là khoảng 2 joule trên 1 kg cân nặng.
Cho một bệnh nhân 50 cân thì mình sẽ áp dụng khoảng 100 joule là vừa đủ để cắt cơn tim nhanh trên thất. Thế còn sau khi sốc, nhát sốc đầu tiên mà không cắt được cơn, mà chưa tái lập được nhịp xoang thì chị có thể tăng liều. Chứ còn nếu như đã tái lập được nhịp xoang vài ba nhát nhịp xoang rõ ràng trên điện tâm đồ mà bật lại cơn tim nhanh trên thất thì cái việc tăng năng lượng sốc lên có lẽ là cũng sẽ không giúp, không duy trì được nhịp xoang. Bởi vì cái vấn đề nằm ở chỗ là gì, chị có duy trì được nhịp xoang hay không. Thế thì một số trường hợp là tim nhanh trên thất mà huyết động có vẻ còn ổn định, tức là bệnh nhân có thể truyền được các cái thuốc ví dụ như là amiodarone hay là có thể sử dụng một chút digoxin từ trước đấy tiêm tĩnh mạch, thì nó giúp cho việc là tăng cái hiệu quả của sốc điện lên, tức là sau khi sốc xong bệnh nhân về xoang và giữ được nhịp xoang lâu dài đấy. Vấn đề thứ hai nữa là nếu mà ở một số địa phương không có máy sốc, hoặc là cái việc sốc điện với rất nhiều thủ tục khó khăn mà người ta chỉ sử dụng được các cái thuốc ví dụ amiodarone truyền tĩnh mạch, thì sau khi mà cắt cơn tim nhanh trên thất chị vẫn phải dùng liều duy trì, tức là sau khi liều tấn công xong và chị áp dụng liều duy trì amiodarone. Nhân đây thì là xin làm rõ hơn một chút vấn đề, vì câu hỏi này thì cũng đã các bác sĩ cũng đã gặp rất là nhiều, bác sĩ chuyên về nhịp cũng gặp rất là nhiều trong cái quá trình thực hành. Tức là mình phải phân biệt rất rõ là cái cú sốc đấy là không hề cắt được cơn nhịp nhanh, là sau cái cú sốc vẫn là cơn nhịp nhanh chạy đều, hay là trường hợp thứ hai là cú sốc đấy đã cắt được cơn nhịp nhanh về nhịp xoang, sau đó là được 2-3 nhịp thì là lại bùng phát trở lại cơn nhịp nhanh. Thế trong trường hợp mà cái cú sốc của mình không hề cắt được cơn nhịp nhanh, vẫn là sau nhát sốc thì vẫn là cơn nhịp nhanh đều, có nghĩa là cái mức năng lượng có thể chưa đủ, thì khi đó là ta mới có chỉ định, ta có thể nâng cái liều, nâng mức năng lượng lên. Ví dụ chị khởi đầu bằng 70 joule, sau đó chị có thể tăng lên 100 joule hoặc 150 joule. Thế còn trong trường hợp mà cú sốc đấy đã đưa một cái nhịp của bệnh nhân về nhịp xoang rồi, sau đó lại xuất hiện trải trở lại cơn nhịp nhanh trên thất, thì chị đừng bao giờ cố gắng sốc điện tiếp, đừng bao giờ nâng cái năng lượng lên, tại vì cái năng lượng đấy đã đủ để cắt cơn về nhịp xoang. Vấn đề ở chỗ là mình chưa có những cái thuốc, để mình giải quyết để giữ được cái nhịp xoang sau cái cú sốc đó. Thế thì trong trường hợp này có lẽ là ta nên, nếu bệnh nhân huyết động mà ổn định, ta có thể cho thuốc cho bệnh nhân, ví dụ ta chuyển amiodarone ví dụ như vậy, hoặc là sirocaine trong trường hợp tim nhanh thất, sau đó là cái thuốc và một thời gian chúng ta sẽ tiến hành ta sốc điện lại. Nhưng mà với điều kiện là ta sẽ phải giữ được cái mức huyết động nó vẫn đang ổn định. Thì cái này nó sẽ rất là linh hoạt tùy vào những cái trạng thái lâm sàng. Thế vậy là phải phân biệt rất là rõ. Khi mà ta càng tăng cái liều sốc điện lên, năng lượng lên, thì đương nhiên là ta sẽ đi kèm với cái đó là tổn thương da và cơ thành ngực, tổn thương cơ tim và tổn thương những cái tạng, các thứ xung quanh. Khi mà ta năng liệu năng lượng lên, thì nguyên tắc là bao giờ cũng sốc với năng lượng càng thấp mà càng có hiệu quả, thì là càng sẽ thu được hiệu quả của cú sốc đó và đồng thời giảm thiểu những cái tổn thương bên lề cho bệnh nhân. Xin cảm ơn. Vâng ạ, xin có bạn nào có câu hỏi tiếp cho báo cáo viên được không? Vâng, xin mời. Em xin phép thầy cho em hỏi câu hỏi ạ. Tại hôm trước em cũng có bệnh nhân nhịp nhanh trên thất và có xử lý amiodarone pha 2 ống vào 50 ml muối hoặc có đường, nhưng mà truyền cũng tốc độ như khuyến cáo thì là 150 mg trên 10 phút trong 10 phút bắt đầu. Thì là bên khoa dược thì bên cảnh báo dưỡng lâm sàng thì có báo lại là nồng độ em pha như thế là hơi bị cao. Thì thầy cho em hỏi là khuyến cáo của mình bây giờ là pha như thế nào ạ? Vâng ạ. Với amiodarone để truyền thì có hai cái cách. Là cái cách thứ nhất là tiêm tĩnh mạch chậm 150 mg, hoặc là pha truyền với một cái liều lượng là 5 mg cho 1 kg cân nặng, tức là với mình được khoảng 2 ống, và pha trong cái dịch truyền trong vòng khoảng 30 phút cho đến 1 giờ. Thế thì với cái liều lượng đấy là khuyến cáo người ta, mình không sợ là cái nồng độ nó quá cao. Mà nguyên tắc khi mà truyền để mà cắt cơn thì phải truyền với cái tốc độ nhanh, chứ còn ta truyền tốc độ chậm nó ít hiệu quả. Bởi vì sao? Amiodarone là một cái thuốc nó hòa tan trong mỡ,
và nó gắn vào protein huyết tương và trở thành một cái hoạt chất gần như ít tác dụng, không có hoạt tính sinh học. Cho nên là phải có nồng độ cao ở trong máu thì nó mới tác dụng. Thế còn chúng ta cứ truyền chậm thì bao nhiêu nó gắn vào protein huyết tương rồi nó vào mỡ. Và điều đó cũng giải thích cho chúng ta thấy là tại sao cái thời gian bán hủy của amiodarone là từ 30 đến ngày cho đến 60 ngày thì nó mới bán hủy hết một nửa cái số amiodarone ta đưa vào trong cơ thể bệnh nhân. Cho nên chúng ta phải truyền nhanh theo đúng khuyến cáo chứ còn không sợ. Tuy nhiên trong lúc truyền với một cái tốc độ hoặc tiêm với một cái tốc độ nhanh như vậy thì có một số bệnh nhân có cái phản ứng bất lợi là tụt huyết áp. Cho nên trong lúc truyền ta lưu ý cái chuyện huyết áp bệnh nhân. Chúng tôi cũng đã gặp những cái người thậm chí bệnh nhân là rất là to lớn, 70-80 cân, truyền hai ống với cái tốc độ khoảng 1 giờ, bệnh nhân tụt huyết áp, mặt mày sa sẩm vào. Chúng tôi phải dừng amiodarone, cho nên là chúng ta phải theo dõi trong lúc truyền. Chứ còn nói chung truyền với cái liều lượng đấy không phải là cái liều quá cao theo khuyến cáo. Em xin cảm ơn thầy. Vâng. Tôi cũng thời gian cũng hết để còn tiếp theo và còn cái chương trình sau nữa thì tôi xin kết thúc cái phần của thạc sĩ Linh về cái nhịp nhanh trên thất. Và tiếp theo xin trân trọng kính mời thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Lệ Thúy từ Viện Tim Mạch Việt Nam sẽ trình bày một ca lâm sàng để điều trị ngoại tâm thu thất. Xin mời thạc sĩ Thúy.